Kiều Anh và Xuân Hùng xin kính chào quý khán thính giả đến với phần điểm tin thế giới. Thưa quý khán thính giả, điểm tin thế giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi các tin sau đây do Võ Thái Hà tóm lược. Các thành viên của Tân Thiên Địa Hàn Quốc đã từng đến Vũ Hán. Vào Chủ nhật ngày 1 tháng 3, Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch ngừa bệnh Hàn Quốc KCDC cho biết một số thành viên của tổ chức tôn giáo Tân Thiên Địa ở Hàn Quốc đã đến thăm thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào tháng 1, theo Reuters. Trong một cuộc họp ngắn, Quang Dung Quốc, một quan chức của KCDC, xác nhận rằng một số thành viên của Tân Thiên Địa đã đến thăm Vũ Hán. Ông nói rằng không rõ có bao nhiêu người đã đến đó và liệu chuyến đi có đóng vai trò trong việc bùng phát dịch COVID-19 ở Hàn Quốc hay không. KCDC cho biết khoảng 60% người nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc là thành viên của tổ chức tôn giáo Tân Thiên Địa có trụ sở tại thành phố Daegu, theo AFP và The Guardian. Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Nhật Bản có thể bị trì hoãn. Tokyo và Bắc Kinh đang nghiêng về việc trì hoãn chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nhật Bản, dự kiến ban đầu vào đầu tháng 4, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành trên thế giới, theo Sankei cho biết hôm Chủ nhật 1 tháng 3. Trích dẫn nguồn ngoại giao của cả hai nước, tờ báo cho biết chuyến thăm có khả năng bị hoãn lại cho đến mùa thu hoặc muộn hơn. Tuy nhiên, vào thứ Bảy 29 tháng 2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong một cuộc họp báo cho biết việc chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đang được tiến hành. Tổng thống Trump trấn an dân Mỹ không có lý do để hoảng sợ. Trong cuộc họp báo ngày thứ Bảy 29 tháng 2, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng trấn an công chúng Mỹ rằng không có lý do để hoảng sợ khi Hoa Kỳ có người đầu tiên tử vong do nhiễm COVID-19, theo AP. Ông khuyến khích người Mỹ không nên thay đổi thói quen hàng ngày của họ, cho biết nước Mỹ là quốc gia siêu chuẩn bị cho một vụ dịch lớn. Đồng thời, ông nói rằng ông cũng không thay đổi thói quen của mình. Tổng thống cho biết ông sẽ gặp các công ty dược phẩm tại Nhà Trắng vào thứ Hai ngày 2 tháng 3 để thảo luận về những nỗ lực phát triển vaccine chống lại virus. Trung Quốc sẽ hồi hương công dân ở nước ngoài nếu cần thiết. Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp hồi hương công dân của mình tại các quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới bởi dịch COVID-19 nếu cần thiết. Một quan chức tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm Chủ nhật 1 tháng 3, Khui Aiming, quan chức Bộ Ngoại giao, người phát biểu tại cuộc họp giao ban tại Bắc Kinh, không nêu tên bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Tiểu bang có người đầu tiên tử vong do COVID-19 ở Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Thống đốc của tiểu bang Washington đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày thứ Bảy 28 tháng 2, sau khi một người đàn ông ở tiểu bang này đã tử vong do nhiễm COVID-19, là nạn nhân đầu tiên của virus corona ở Hoa Kỳ. Thống đốc Jay Inslee đã chỉ đạo các cơ quan nhà nước sử dụng tất cả các nguồn lực cần thiết để chuẩn bị và ứng phó với sự bùng phát dịch COVID-19. Tuyên bố cũng cho phép sử dụng vệ binh quốc gia Washington nếu cần thiết. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cho đến ngày không còn ai chết vì virus này, thống đốc tuyên bố. Tổng thống Trump, chúng tôi đang kết thúc cuộc chiến dài nhất của nước Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi thỏa thuận ký giữa Hoa Kỳ và Taliban vào thứ Bảy 29 tháng 2. Với bản thỏa thuận, được cho là một động thái nhằm chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Mỹ và đưa quân đội nước này từ Afghanistan trở về, theo Reuters. Chúng tôi đang nỗ lực để cuối cùng sẽ kết thúc cuộc chiến dài nhất của nước Mỹ và đưa quân đội chúng tôi trở về nhà, tuyên bố của Nhà Trắng trích lời Tổng thống Trump nói về thỏa thuận đã ký. Vào hôm 29 tháng 2, tại thủ đô Doha của Qatar, đặc phái viên Hoa Kỳ Jamal Khalilzad và giám đốc chính trị Taliban Mullah Abdul Ghani Barada đã ký thỏa thuận với sự chứng kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo. Theo bản thỏa thuận, trong vòng 14 tháng, kể từ khi thỏa thuận được ký kết, tất cả các lực lượng của Hoa Kỳ và đồng minh sẽ rút khỏi Afghanistan nếu Taliban tuân thủ các cam kết của họ. Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi dân chúng giúp đỡ trong một cuộc chiến chống virus. Reuters đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản
Shinzo Abe hôm thứ Bảy ngày 29 tháng 2 đã kêu gọi người dân giúp đỡ trong một trận chiến khó khăn nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch COVID-19 khi đất nước chuẩn bị tổ chức Thế vận hội Olympic ở Tokyo. Thẳng thắn mà nói, chúng ta không thể chiến thắng trong trận chiến này thông qua nỗ lực của một mình chính phủ, ông Abe nói tại một cuộc họp báo sau hai ngày yêu cầu tất cả các trường học trên toàn quốc phải đóng cửa trong hơn một tháng. Quyết định đột ngột khiến giáo viên, phụ huynh và chủ lao động bất ngờ, làm dấy lên làn sóng chỉ trích. Tôi quyết định chúng ta phải nỗ lực trong một hoặc hai tuần tới để ngăn chặn sự lây lan, ông nói và cho biết Nhật Bản sẽ thực hiện tốt Thế vận hội Olympic và chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Pháp cấm tụ họp hơn 5.000 người do dịch COVID-19. Chính phủ Pháp hôm thứ Bảy 29 tháng 2 đã ban hành lệnh cấm tạm thời đối với các cuộc tụ họp công cộng hơn 5.000 người do dịch COVID-19 đang bùng phát ở nước này, theo Reuters cho biết. Tất cả các cuộc tụ họp công cộng của hơn 5.000 người trong một không gian hạn chế tạm thời bị cấm trên khắp nước Pháp. Olivier Véran, Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết, động thái này đưa ra sau khi Thụy Sĩ vào ngày 28 tháng 2 đã cấm các sự kiện dự kiến sẽ thu hút hơn 1.000 người tham gia nhằm ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này. Người biểu tình Hồng Kông trở lại đường phố. Reuters cho biết, hôm thứ Bảy 29 tháng 2, cảnh sát Hồng Kông đã bắn hơi cay để giải tán hàng trăm người biểu tình mặc áo đen. Trong một cuộc biểu tình đánh dấu 6 tháng kể từ khi chính quyền xông vào ga tàu điện ngầm bắt giữ người biểu tình, hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại và xung quanh quận Mong Kok và ga tàu điện ngầm Prince Edward, nơi một số vụ bạo lực khốc liệt đã nổ ra vào ngày 31 tháng 8 khi cảnh sát bắn hơi cay vào những người biểu tình. Cuộc biểu tình hôm 29 tháng 2 là một trong những biến mới nhất ở Hồng Kông sau một thời gian im ắng do dịch COVID-19. Tuy nhiên, sau vụ bắt giữ ông trùm truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai hôm 28 tháng 2, người thường xuyên chỉ trích công khai nhà cầm quyền Trung Quốc, đã đẩy phong trào phản kháng trở lại sự chú ý và thu hút sự lên án từ Washington và các nhóm nhân quyền quốc tế. Luxembourg trở thành quốc gia đầu tiên miễn phí giao thông công cộng. Luxembourg đã bãi bỏ giá vé cho xe lửa, xe điện và xe bus vào thứ Bảy trong những gì chính phủ nói là một nỗ lực để giải quyết tình trạng tắc đường và ô nhiễm, cũng như hỗ trợ cho người có thu nhập thấp, theo Reuters. Trước đó, để đi giao thông công cộng ở Luxembourg, người dân sẽ phải chi 440 euro, tức tương đương tới 485 USD cho một năm, và chi phí 660 euro cho mỗi năm nếu muốn đi hạng nhất. Đối với những người có thu nhập thấp hoặc mức lương tối thiểu, đối với họ, nó thật sự đáng kể. Bộ trưởng Giao thông Vận tải François Bos nói với Reuters. Luxembourg chỉ có hơn 600.000 dân, nhưng thêm 214.000 người từ nước láng giềng Đức, Bỉ và Pháp đến đây để đi làm mỗi ngày, gây ùn tắc giao thông nặng nề khi phần lớn mọi người đi làm bằng ô tô riêng. Hơn một nửa lượng khí thải nhà kính ở Luxembourg đến từ giao thông vận tải. Xuân Hùng và Kiều Anh xin kính chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Kính chúc quý vị, gia đình và người thân một ngày tốt đẹp.